là có một idol mới nổi không? Mấy bạn biết idol nào không? Đó chính là idol đậu mặt. Sammy ẵm đậu mặt với Phong ơi. Cái bụng người ta nặng quá nè, giữ cái bụng người ta nè. Rồi, che lại thôi, lộ hàng người ta đó. Ok, nói chung là dạo gần đây có rất là nhiều bạn bảo mình là anh Phong ơi, anh hãy quay thêm video về idol đậu mặt đi. Đó, cho nên mình nghĩ ngày hôm nay mình sẽ có một video rất là đặc biệt cho các bạn xem luôn nha. Đó chính là video idol đậu mặt solo với lại chó robot nha bạn nha. Đó. Là giữa chó thật và chó robot, chó nào đúng ghê rồi hả? Mấy bạn có nhớ là lần trước mình có quay một cái video là mình đã inbox một con chó robot đúng không? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với video bé đậu solo với bé chó robot nha. Mà solo cái gì các bạn biết không? Thật ra là con chó robot nó không ăn được, thì tất nhiên không phải là thi ăn rồi. Bé chó robot thì chạy dùng bằng điện cho nên chạy nhanh hơn đậu cái chắc, cho nên là cái gì nó cũng không công bằng hết trơn á. Cho nên mình mới vừa nghĩ một ý tưởng rất là hay, đó chính là mình sẽ đặt một cái camera giấu kính để mình xem coi liệu rằng một ngày bé đậu và bé chó robot ở chung với nhau thì hai con bọn nó sẽ làm gì, bọn nó có đánh nhau hay không, bọn nó có chơi chung với nhau hay không, hay là bọn nó sẽ chửi nhau, bọn nó sẽ sủa. Nói chung là kiểu kiểu vậy đó. Ừ, thì không biết là đậu có thích chơi chung với chó robot không. Ok, thì nói chung là ngày hôm nay mình có để cái camera giấu kính rồi, và mình đã quay được gọi là những cái đoạn video vô cùng dễ thương giữa bé chó robot và bé đậu của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau reaction để xem thử coi liệu rằng bé đậu đã làm gì nguyên một ngày hôm nay cùng với bé chó robot nha. Ok em đậu, ok hen hen. Rồi vô thôi, let's go. Rồi ok 500 anh em, thì hiện tại bây giờ đã đến đêm rồi, và mình vừa tải cái video của con đậu và con chó robot sau khi mình để nguyên một ngày cho con chó robot và con đậu chơi chung với nhau, để coi ngày hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra giữa con đậu và con chó robot. Mình thực sự là mình cũng đang rất là tò mò luôn các bạn, mình đang rất là tò mò không biết là nguyên một ngày con chó robot và con đậu nó đã làm gì, nó đã có chuyện gì xảy ra với nhau, nó có đánh nhau hay không, nó có gọi là chơi chung với nhau hay không. Nói chung là mình tò mò lắm. Sam tò mò không? Tôi cũng tò mò để xem quay giữa chó robot và chó thật chỗ nào xinh hơn nào. Đúng rồi, ok. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu xem thử nha. Rồi, thì đây xin giới thiệu anh em, đây chính là cái đoạn video của bé đậu của chúng ta nguyên một ngày hôm nay. Bây giờ mình với Sam sẽ cùng nhau ngồi xem lại để coi liệu có chuyện gì xảy ra nha. Mình thắc mắc ghê luôn không. Mình đang tò mò lắm luôn nè. Ok. Rồi. Thì cái đoạn này như anh em đã thấy ở trên màn hình, thì cái đoạn này hình như là cái đoạn mà mình mới vừa đem con chó robot ra cho con đậu nó xem nè. Đó. Đó, sao thấy không? Con đậu nó vừa thấy con chó robot cái là nó chạy tưng 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 giống kiểu nó có bạn á. Ừ, nó có bạn, nó vui. Oh my god, giờ nó chạy. Chạy trốn luôn. Lắc vậy sợ. Mấy bạn có để ý là con đậu á bạn, là mỗi lần mà nó chạy á là nó cái mông của nó sẽ lắc luôn bạn. Nó cứ lắc lắc lắc. Nhìn đúng kiểu dễ thương luôn các bạn. Ơ nhưng mà cái này hình như là con đậu lần đầu tiên nó thấy một con chó robot hay sao mà làm gì mà nó nhìn như kiểu nhìn thấy quái vật đó bạn. Đúng rồi. Nó chạy. Nó sợ quá, nó chạy các bạn. Nó kìa là ủa con đang phạt con chó không? Sao nhìn kỳ quá vậy? Ờ đúng rồi, nó kiểu ủa con này phải con chó mà sao nhìn nó biết cử động vậy? Ui trời, tôi sợ quá, tôi chạy. Nó kiểu vậy. Trốn rồi đó. Rồi xong giờ trốn mất tiêu luôn. Nhìn mập vậy thôi chứ thật ra là gọi là mong manh dễ vỡ lắm. Ừ. Nhát gan lắm mấy bạn ơi. Đó, bây giờ là nằm ngắm người ta nè, đó không biết có thích người ta mà ngắm người ta nè. Muốn kết bạn hiểu không? Đó, lạ quá. Không dám lại gần, ngại ngùng không dám lại gần. Rồi. Đây, thì cái đoạn này là cái đoạn mà anh em thấy là mình đang để cam ở trên cái bếp của mình các bạn à. Lúc này thì mình với Sam là vô phòng làm việc rồi. Bọn mình không có ở bên ngoài gọi là phòng khách nữa để cho nên coi nó làm gì đúng không? Cho nên là đây sẽ là những hình ảnh gọi là vô tình của đậu và bé cuốn robot để coi hai con nó có đánh nhau hay không, nó có chơi chung với nhau hay không trong lúc bọn mình không có ở ngoài đó. Gì? Ừ, để coi phản ứng của nó như thế nào nha. Chưa gì mới vừa vô tôi thấy bắt nạt người ta đó, chạy vô cắn người ta đó. Con đậu nó có một cái tật xấu á bạn, là nó hay cắn người ta lắm bạn. Nó thấy cái gì là lạ nó cắn đó. Nó cắn xong nó chạy nó ngồi nó kì. Ơ phải tươi không? Ừ, nó cắn người ta xong nó chạy. Nó sủa người ta kìa. Nó sủa người ta kìa. Trời ơi, bạn thấy. Nó mất nết không? Mấy bạn thấy nó giang hồ không? Nó sủa người ta, nó cắn người ta xong nó sủa người ta. Trời ơi, vô duyên. Rồi xong luôn, sủa người ta xong bây giờ người ta không thèm chơi chung, người ta bỏ đi luôn rồi kìa. Rồi xong bỏ đi luôn, không thèm chơi chung nữa luôn. Buồn luôn. Buồn luôn. Níu kéo, bây giờ chạy theo níu kéo người ta. Trời ơi. Rồi chạy tiếp. Thấy chưa? Đó giờ làm gì đây? Ôi giời, hung người ta luôn kìa. Hung người ta luôn kìa, sao thấy không? Sao thấy không? Nó mới hung người ta cái kìa. Trời ơi, thấy không? Cái đoạn này là cái đoạn mà người ta gọi là không thèm chơi chung nữa, người ta bỏ đi, thấy không? Xong rồi chạy theo níu kéo người ta các bạn, chạy theo níu kéo người ta lại. Xong cái đầu người ta gọi là... Trời ơi, thơm gà hay không? Tranh thủ. Tranh thủ ghê, lúc mà người ta quay trở lại chạy lại hung người ta cái nè, các bạn coi nè.
chạy lại hung người ta cái đó. Coi là con đực nha bạn, đậu là con đực nha, đậu đậu là con một bé cuốn đực nha bạn nha. Đó rất là kiểu gọi là rất là kiểu gọi là bad boy. Bad boy đó là bad boy đó. Rồi ok tiếp nè. Đấy, đạn này là vẫn nhào vô cắn người ta nè. Đó, cứ cắn người ta nè. Thấy vô duyên không? Đó. Ê, nhưng mà hình như nó thích cái nón hình con heo này hay sao á. Nó cứ chạy theo nó cắn cắn cái nón hoài à. Nghi là nó muốn giật cái nón. Ừ, chắc nó muốn giành cái nón. Đó, cái bị người ta đập cái là chạy. Giành cái nón xong đến lúc bị người ta đánh thì chạy. Ờ, nè, nè. Đó, sủa người ta, trời ơi, thấy đó bạn, thấy nó giang hồ, nó sủa người ta. Trời ơi, còn giang hồ á. Dễ thương quá, mấy dễ thương quá vậy. Đó, đó, nó cứ ngồi nó nhìn người ta. Lắc kìa, coi cái mông. Mấy bạn biết cái này người ta gọi là gì không? Cái này người ta gọi là khi mà bạn thích ai đó là bạn rất là hay thích chọc người ta. Đó, cái này. Đúng rồi. Giận dở, cặp. Đúng rồi, kiểu chọc người ta đó, này là đang thích người ta mà chọc người ta đó, chạy theo cắn ngón người ta nè, đó. Lắc cái mông kìa. Nhìn cái mông nó nhìn ghét thiệt chứ. Rồi, đó, sủa người ta tiếp nè. Đó, không giật cái nón người ta. Cái này là thích người ta thiệt không người ta hay là đang muốn ăn trộm cái nón người ta vậy? Tôi nghĩ đó. Giật lên, giật xuống, giật lên, giật xuống. Đó, sủa người ta xong kéo nón người ta nè. Đó, đó. Ui. Người ta sủa lại. Rồi rồi, thấy không? Con chó robot nó giận, thấy không? Con chó robot nó còn ghê đó, biết là. Đó. Chó robot giơ tay lên chào các bạn nè. Dễ thương. Rồi bây giờ là chó robot không thèm chơi với đậu trẻ trâu nữa. Bỏ đi luôn. Bỏ đi. Đậu trẻ trâu quá, không thèm chơi chung với đậu nữa. Chó robot nó mới giơ tay lên chào đậu kìa bạn. Đậu chạy luôn. Dễ thương vậy. Đúng không? Đúng không? Hình như đoạn này là con chó robot nó giơ tay lên chào đậu đúng không? Đó kìa. Sao dễ thương quá vậy? Hello. Giơ tay lên chào đậu bạn. Đáng yêu thật sự. Trời ơi. Rồi. Đó, cứ đi theo cứ kéo nón người ta lại thấy không? Cắn bánh xe người ta. Đó. Ông này là chùm vô duyên luôn á. Cắn cái tay chạy cũng được luôn kìa. Rồi giờ làm cái gì nữa đây? Đó đó. Trời ơi. Anh này bắt bôi quá. Anh này bắt bôi quá, đi theo người ta tỏ tình người ta không chịu là đẩy người ta luôn, đẩy người ta ngã luôn. Trời ơi, cái anh này bắt bôi quá. Rồi. Tính này không nên nha mà, không chơi vậy kỳ nha. Không nên bắt trước đậu nha, đậu làm vậy là sai rồi. Đó, kéo người ta té luôn. Đó, không? Xong rồi nằm xuống nhưng có gì. Nhưng mà con chó robot nhưng mà tính. Chó robot biết tự đứng dậy. Trời đúng ơi. Chó robot gọi là khỏi thèm đỡ luôn, tôi đứng dậy luôn. Đúng rồi, nghĩ sao vậy? Trời, anh tưởng anh là gọi là người ta bắt đốt là tôi sợ anh hả? Đúng rồi, bắt đốt là cái gì? Bắt đốt là chó hư. Trời ơi trời, cái ngành 10/10. Rồi đó, ông chó robot nó ngồi dậy được luôn nè, thấy không? Đó. Tính ra con chó robot thì tôi xịn đúng không các bạn? Đó. Rồi. Bây giờ là nguyên một khung cảnh là nó ngồi ngắm không à. Bọn nó chạy theo nó chơi chung với nhau và mình thấy rằng hình như là bé chó robot không quan tâm đến đậu luôn. Đúng rồi. Ừ, chỉ có bé đậu là nó muốn chơi chung thôi, còn bé chó robot là giờ người ta không có thèm quan tâm luôn mà. Giỏi luôn à. Rồi rồi đó. Bây giờ đạn này là sao đây? Đạn này là sao đây? Cái gì vậy? Rồi, đạn này là hai con ra ngoài ban công ngồi ngắm cảnh hả? Sao xin hẹn hò vậy? Sao mày chảnh rồi không thích giờ ban sao bây giờ nhìn nó giống hẹn hò ta nè, nhìn nè. Ý như khung cảnh là hai con đang ngồi gọi là ngắm nhau, gọi là ngắm ngoài ban công đó hiểu không? Ngắm cảnh ngoài ban công đó, trời hả, hiểu không? Ra ngoài ngắm cảnh ngoài ban công nè. Sợ dễ thương quá vậy ta, hai con ngồi ngắm cảnh. Chào chào. Nó còn chỉ tay kìa đó, đó trước. Ở ngoài kia có gì kìa, kiểu vậy. Mở cửa tôi đi. Đó, rồi. Dễ thương ha, tính là con đậu nó cũng ngồi ở nhìn đó kìa. Ngồi cũng ráng nhìn. Nhìn ổng có chút xíu à. Rồi bây giờ là làm gì đây? Hù hả? Hù hả? Tính hù người ta hả? Ui. Hù người ta mà đụng tường xong rồi quê. Quê thiệt sự luôn á. Chọc người ta xong rồi đụng tường. Ôi. Tính chạy lại hù người ta, ai dè người ta quay lại ta phát hiện xong đập đầu vô tường luôn. Trời ơi, quê quá đậu ơi. Quê quá. Quê quá nè, thấy không nè, đạn này nè, quay lại tính hù người ta nè, tính hù người ta nè, nhưng người ta quay lại được nè. U cái đầu luôn thấy không? Đó, thấy người ta phát hiện xong chạy cái là tung vô tủ luôn. Đó. Tung hoài vậy. Tung hoài vậy. Sao nó chạy nó tung đồ hoài vậy? Tung qua, tung lại, tung lui, tung lối. Đó nè, chạy nè, tung nè. Trời ơi. Rồi, bây giờ là sủa người ta, đó, thấy không? Thấy không? Nết kỳ. Tự nhiên tự mình tung trúng cái tủ xong giờ quay qua giận người ta, giỏi người ta, sủa người ta. Đó. Rồi xong bây giờ chó robot giận luôn rồi. Đúng không? Giờ đi theo năn nỉ người ta thấy không? Không năn nỉ được đâu, vô duyên quá, cái nết kỳ quá. Đó, à, đi theo năn nỉ người ta kìa, trời ơi. Đó, đó, đó. Rồi, giỡn hồn. Không hiểu. Không hiểu luôn. Cái này là kiểu gọi là năn nỉ người ta không được, cái là lại gọi là nắm tóc người ta kéo thấy không? Xong đầu người ta quay lại cái là chạy. Đó, đi theo nữa nè, rồi năn nỉ, đi theo năn nỉ.
Hey, thấy không? Đừng kết bạn với đậu nha, không ai mà kết bạn với đậu hết trơn á. Tự nhiên chọc người ta chi đến lúc ta giận rồi xong giờ đói không? Đi hey, theo đang nỉ. Giống tôi hả? Tôi mà giữ ông vậy á. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Mỗi lần mà Sam giỏi Phong là Phong cũng hay đi theo, không xin lỗi gì á. Đó, thấy không? Nắm tóc người ta nữa kìa. Thấy không? Trời ơi. Trời ơi. Giang hồ quá. Nắm tóc người ta lần này người ta té, người ta không đứng dậy được luôn kìa. Rồi xong luôn, người ta không đứng dậy được, xong ổng ngồi ổng nhìn người ta. Trời ơi. Rồi xong. Người ta cứ lắc vậy thôi. Con robot nó cà giật luôn rồi. Kệ nó. Kệ luôn. Trời, anh này bắt môi quá, anh này mặc kệ luôn, không hề quan tâm người ta luôn. Người ta đứng người ta lắc quá chứ. Con chó robot nó cà giật mãi, nó không đứng dậy được các bạn, tội nghiệp thiệt sự. Nó đứng lên được không? Không biết nữa, giờ nó nằm đó nó cứ cà giật nè. Ủa? Ủa? Là đạn này là sao? Tôi hả? Nhớ rồi đúng không? Tôi mở cửa ra, chó chạy vô, nó phá tôi đang có clip luôn. Tôi mở ra thì nó đang chơi với chó robot. Tôi là người giải cứu, tôi là người giải cứu. Thì ra Sammy là người giải cứu chó robot. Tôi không nhớ luôn. Sao không nhớ hả? Không nhớ luôn. Rồi không? Đó là chạy vô phòng tôi đó. Con đậu nó có một cái tật là nó gọi là hay gọi là canh lúc bọn mình không để ý là nó chui vô phòng bọn mình lắm bạn. Xong nó ị bãi trong phòng đúng không? Quậy lắm các bạn ơi. Rồi xong rồi, bây giờ là hai đứa giận nhau luôn, không đứa nào thèm chơi với nhau luôn. Chơi mình với nhau á. Rồi chơi mình luôn, rồi chó robot cũng đi chơi mình luôn, đậu cũng đi chơi mình luôn, không con nào thèm chơi chung với nhau nữa. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra nha? Tôi không biết nữa. Rồi xong con chó robot nó buồn quá luôn kìa, thấy không? Đập đầu vô tường nhá. Đập đầu vô tường luôn, chó robot nó buồn quá, đập đầu vô tường luôn kìa. Trời ơi, nó đập đầu vô tường kìa. Trời ơi, hình như nó buồn quá đó. Buồn quá, không còn ai chơi. Nó bị đậu bắt nạt, nó buồn quá, trời ơi. Giờ, chuyện tình thật là ướt ác các bạn. Trời ơi, cái này là chuyện tình giữa chó robot và bé đậu. Rồi bây giờ đậu quay lại năn nỉ tiếp à. Rồi. Phát hiện ra nhau rồi. Rồi làm gì đó? Có tha thứ không? Liệu rằng có tha thứ không? Hả? Chuyện gì xảy ra? Rồi xong. Giỏi luôn, không thầm tha thứ luôn. Chó robot một cái giá của chó robot nha. Đúng rồi. Tôi là robot nhưng mà tôi cũng đắt tiền lắm á, chứ tôi đâu phải rẻ đâu mà giống như anh đâu, anh gọi là anh rẻ tiền hơn tôi. Anh gọi là anh phá hoại. Ủa rồi giờ nằm nhìn vậy thôi. Ủa nằm nhìn vậy thôi hả? Không làm gì luôn. Ôi con gái người ta giỏi gì nằm nhìn vậy hả? Con gái người ta giỏi người ta bỏ đi nằm nhìn thôi à. Nói không? Nhìn theo kìa, không hề quan tâm luôn kìa. Có quan tâm nha, có quan tâm. Đi heo đang nỉ. Không, nó cứ đi cái lết dính mập ghê luôn trời. Cái chân mập. Nó ngắn ngủn mà các bạn, nó đi từ từ thôi, từ ngủ luôn. Trời ơi, giờ nằm ngủ luôn, thấy không? Không thèm năng nỉ nữa, giờ không nằm ngủ luôn, không thèm năng nỉ nữa. Thôi cô giữa chuyện của cô, tôi ngủ. Rồi xong rồi. Hình như đạn này là chó robot là bắt đầu gọi là hình như là nó hơi buồn hay sao bạn. Hình như là bây giờ bắt đầu nó tha lỗi cho đậu hay sao á. Tôi nghĩ là tha lỗi đó. À nó tha lỗi rồi, bây giờ đi theo đậu nè. Ơi hình như đậu mới nó mới để ý xong rồi. Oh my god, cái gì đây? Cái cục gì đây? Từ, con đậu đang đi ỉ đúng không? Cái chỗ này là con đậu đang đi ỉ đúng không bạn? Hóa ra đậu ỉ vậy hả? Trời, nó đang đi ỉ kìa. Trời ơi, đang đi ỉ mà người yêu tới chơi. Ủa, anh làm gì anh? Anh đang đi ỉ. Trời ơi, người ta đang đi ỉ mà tự nhiên chạy đến chỗ người ta vậy chó trời robot. Trời ơi, nhịn ỉ, nhịn mệt kia luôn á, nhìn đó. Đang nghỉ. Đang nghỉ. Người ta đang nghỉ mà tiên đuổi người ta. Trời ơi. Ủa, chạy. Đậu đang nghỉ đi, đuổi đi. Chạy kìa. Ơ chạy vòng tròn kìa. Ơ đang chơi rượt đuổi nhau kìa. Rồi làm gì đây. Thấy rồi nha. Chạy. Mới nghỉ xong rồi. Cái không ai dọn luôn. Không ai dọn luôn nha. Rồi sủa người ta tiếp. Đó thấy không? Mới vừa làm lành được xíu rồi sủa người ta tiếp à. Rồi bây giờ người ta làm gì đây? Người ta đuổi theo. Giật nó người ta vô duyên lắm luôn á. Rồi, á làm lành này kìa. Vui rồi. Á làm lành rồi. Vậy là cặp đôi này đã làm lành, không còn giận nhau nữa. Wow. Ok. Wow, tính ra từ nãy giờ bọn mình xem được một cái chuyện tình gọi là chuyện tình gì đó ngắn gọn đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ là nằm ngắm nhau nữa bạn. Dễ thương quá vậy. Rồi con chó robot còn xoay vòng tròn cho đậu xem nữa kìa. Dễ thương quá ha. Dễ thương nha. Giờ là coi như là vui rồi. Vui rồi. Giờ là chơi đùa với nhau rồi, không còn giận nhau nữa các bạn à. Nói chung là vui rồi. Thấy không? Này là làm lạnh nhau rồi các bạn ơi. Làm lạnh với nhau rồi. Ôi, thì tính ra từ nãy giờ là mình với Sammy là reaction được nguyên một cái gọi là bộ phim về cuộc tình của chó robot và bé đậu.
Hơi bị dễ thương các bạn ạ. Ok đó, từ yêu, từ thích, từ ghét, từ giận, từ hờn, đúng rồi đó. Xin lỗi nhau cái kiểu làm lành đó. Giờ là cuối cái kết là chơi chung nhau rồi nè. Kết quay hút cái đống đó vậy. Hình như là cái kết nó hơi thúi à, hình như là chưa ai hút cái đống đó. Ủa là sao vậy, không quay clip mà chơi hồ là coi cái hút chưa? Hình như là cái cục đó còn nằm ngoài đó đó, chưa ai hút đâu. Thôi từ để dừng video đi rồi chúng ta đi hôn. Ok bạn ơi, vậy là coi như ngày hôm nay mình đã cùng với Sammy, hai đứa mình đã đặt camera để quay thử coi liệu rằng trong lúc không có mình và Sammy ở đó thì bé Đậu và bé chó robot đã làm gì đó. Nói chung là bọn nó chơi chung với nhau, bọn nó đánh nhau, bọn nó gọi là người ta nghỉ chơi với nhau, bọn nó rạn nứt tình bạn. Sau đó là hai đứa xin lỗi nhau rồi sau đó làm lành. Nói chung là nguyên một bộ phim mà gọi là tình cảm Hàn Quốc dài ơi là dài. Ok, nói chung là mấy bạn thấy video này như thế nào, bạn có cảm thấy bé Đậu và bé chó robot dễ thương hay không thì bạn đừng quên là comment xuống bên dưới mình biết nha. Chứ thật sự là ngày hôm nay mình ngồi mình reaction cái đoạn này mình thấy dễ thương cực kỳ luôn mấy bạn. Sao thấy sao? Đây, tôi không ngờ chuyện tình gọi là robot và chó lại ly kỳ đến vậy, hiểu không? Trời ơi, nó hồi hộp đâu á, như phim Hàn Quốc đóng tập vậy đó. Đúng rồi, như phim Hàn Quốc luôn nha các bạn nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đó này cũng rất là dài rồi, cho mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mấy bạn thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh của Sammy để đăng ký ủng hộ cho Sammy đó nha các bạn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye. Để bữa nào tôi thử đặt camera, tôi quay gọi là bé Đậu đi toilet như thế nào để đăng lên cho bạn xem. Đi dọn đi. Đi đi. Rồi giờ đi dọn nè. Bye.